Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống tôi, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời, phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Chương 24. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu, trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc. Phao-lô bị đòi đến rồi, Tertullu khởi sự cáo người như vậy. Bẩm quan lớn Philip, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phao-lô nói đi, thì người thưa rằng: tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Vả đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch chứ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Philip vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng: khi nào quan quản cơ Lysia xuống, ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thông thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Philip với vợ mình là Derusi người Giu-đa đến, rồi sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phêlix run sợ, nói rằng: "Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại." Phêlix cũng trông Phaolô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi 2 năm, Bốt Tiêu Phê Tu đến thay Phêlix. Bởi cớ Phêlix muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phaolô nơi ngục. Chương 36. Vả những trưởng tộc Gala-át là con trai Maki, cháu Manasse, trong dòng con cháu Joseph, đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel mà rằng: "Đức Giê-hô-va có phán cùng Chúa tôi, bắt thăm chia xứ cho dân Israel làm sản nghiệp. Và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của Sê-lô-phát, anh chúng tôi, cho các con gái người. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào, chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trút khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm hân hỷ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi." Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel mà rằng: "Chi phái con cháu Joseph nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Sê-lô-phát. Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel, một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác, vì mỗi người trong dân Israel sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình. Phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Israel, thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia, nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Các con gái Sê-lô-phát làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se: Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Min-ca và Nô-a, các con gái của Sê-lô-phát đều kết thân cùng các con trai của cậu mình. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Manasse là con trai Joseph, và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. Đó là các mạng lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Israel tại trong đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 1. Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Giô-đanh tại đồng vắng, trong đồng bằng đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-rang và Tô-phên, La-ban, Hát-xê-rốt và Đi-sa-hát. Từ Hô-rếp tới Ca-đê-ba-nê-a bởi đường núi Sê-i-r đi 11 ngày đường. Nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 11, Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. Ấy là sau khi người đã đánh giết Si-hôn, vua dân Amorit ở tại Hết-bôn, và Ấp, vua Ba-san ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Tại bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Mô-áp, Môi-se khởi giảng giải luật pháp này mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Hô-rếp mà rằng: Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá. Hãy vòng lại và đi đến núi dân Amorit, cùng đến các miền ở gần bên, tức là đến nơi đồng bằng, lên núi, vào xứ Thấp, đến miền Nam, lên mé biển, vào xứ dân Canaan và Liban, cho đến sông lớn là sông Euphrates. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob
cùng cho con cháu của họ. Trong lúc đó, ta có nói cùng các ngươi rằng, một mình ta không sức đủ cai trị các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã gia thêm các ngươi. Kìa ngày nay, các ngươi đông như sao trên trời. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. Các ngươi có đáp rằng, việc người toan làm thật tốt thay. Bây giờ, ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái là những người khôn ngoan, có tiếng, lập lên làm quan tướng các ngươi, hoặc cai ngàn người, hoặc cai trăm người, hoặc cai 50 người, hoặc cai 10 người, và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi. Trong lúc đó, ta ra lệnh cho những quan xét các ngươi rằng, hãy nghe anh em các ngươi và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình hay là với khách ngoại bang ở cùng người. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai. Hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta, thì ta sẽ nghe cho. Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm. Đoạn bỏ Horeb, chúng ta trải ngang qua đồng vắng mênh mông và gớm ghê mà chúng ta thấy kia, hướng về núi dân Amorit, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn. Rồi chúng ta đến Kade Banea. Bây giờ ta nói cùng các ngươi rằng, các ngươi đã đến núi của dân Amorit mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi. Hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi. Chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng, hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám sứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta. Ta chọn 12 người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người. 12 người đó ra đi lên núi, đi đến khe Ít Côn và do thám sứ. Họ hái cầm trong tay mình những trái cây sứ đó đem về cho chúng ta, thuật lại cùng chúng ta rằng, sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. Nhưng các ngươi không muốn lên đó và đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, lầm bầm trong trại mình mà rằng, ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên khiến chúng ta ra xứ Ai Cập, đặng phó chúng ta vào tay dân Amorit để tiêu diệt đi. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng, ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta, ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời. Vả lại tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân Anakim. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng, chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ai Cập và trong đồng vắng, là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chốn này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận và thề rằng, chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Ngươi sẽ thấy xứ đó và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng,
ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu. Giô-suê, con trai Nun, là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Lúc đó các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dạ dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: hãy nói cùng dân sự chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta. Nghịch mạng của Đức Giê-hô-va đầy sự kiêu ngạo kéo đi lên núi. Bây giờ người Amorít ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Seir cho đến Họt-ma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao. Chương 2. Đoạn chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Seir. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng: các ngươi đi vòng núi này cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự: các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Ê-sau ở tại Seir, và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình, chớ cách tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến đổi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Ê-sau núi Seir làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi. Ngươi không thiếu chi hết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Ê-sau ở tại Seir, và bắt đi về hướng đồng vắng Mô-áp, đặng tránh con đường đồng bằng cùng Ê-lát và Ê-si-ôn-gê-bê. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp, vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước dân Ê-mim ở tại đó, ấy là một dân lớn đông, hình dình dàng như dân Anakim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân dình dàng như dân Anakim, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim. Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Seir, song con cháu Ê-sau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Israel làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho ngươi làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy đi ngang qua khe Seret. Vậy chúng ta có đi ngang khe Seret. Vả thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe Barnea tới lúc đi ngang qua khe Seret cộng là 38 năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ, đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng: ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp, và đến gần con cháu Am-môn. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Am-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. Nguyên xứ này gọi là xứ Rephaim. Xưa kia dân Rephaim ở đó, dân Am-môn gọi là Sam-su-mim. Ấy là một dân lớn đông, hình dình dàng như dân Anakim.
Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rê-pha-im trước mặt dân A-môn. Dân A-môn đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy, Ngài đã làm cho con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ là như vậy, khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau. Họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. Còn dân A-vim ở trong những làng cho đến Ga-sa, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra hủy diệt họ và ở thế vào cho. Hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Ạc-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn là người Amorít cùng xứ người vào tay ngươi. Hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi. Đến đổi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bây giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn vua Hết-bôn lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua. Tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn. Sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn, cũng như con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ và dân Mô-áp ở tại A-rơ đã cho phép vậy. Cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đan đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. Nhưng Si-hôn vua Hết-bôn không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tính người ngoan ngạnh, lòng người cứng cỏi để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: kìa, từ bây giờ ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. Vậy Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Gia Hát. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vá diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. Từ Aroe ở trên mé khe Ạc-nôn và cái thành ở trong trũng cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chỉ ngươi không có lại gần xứ của con cháu A-môn ở dọc khắp mé khe Gia-bốc, hoặc các thành trên núi, hay là chỗ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo.
Chúa yêu bạn rất nhiều.